Xin chào các anh chị, hôm nay mình sẽ quay lại chủ đề hết sức đáng chú ý là những điều cần lưu ý khi mà mua nhà và đất các anh chị nha. Và hôm nay mình sẽ lấy bối cảnh là khu đô thị mới 5 sao nằm trên đường Đinh Đức Thiền để chia sẻ với các anh chị một số kiến thức mà mình biết. Mong các anh chị sẽ rút ra được bài học các anh chị nha. Điều đầu tiên hôm trước mình đã nhắc tới đó là khi cần mua đất, khi mà mình đã có sổ các anh chị nha, phải mua những nơi nào đã có sổ sẵn trong tay các anh chị. Và tại sao cần phải mua có sổ? Tại vì mua miếng đất cũng như chiếc xe các anh chị nha, phải có giấy tờ hợp lệ đó. Nếu mà không mua xe mà không có giấy tờ ra đường công an nó bắt thì xe của mình nó sẽ bị hốt đi luôn các anh chị đó. Và miếng đất là miếng tài sản, là tài sản rất có giá trị, cho nên các anh chị cần phải có sổ để chứng minh là cái quyền sở hữu của mình cái miếng đất đó các anh chị. Có sổ thì mua, không sổ thì thôi các anh chị nha. Đó là điều số 1 và điều quan trọng nhất là cần phải có sổ các anh chị. Trước khi mình giới thiệu nguyên tắc tiếp theo thì mình xin giới thiệu một cái lô đất mình đang quay đây, là lô đất hai mặt tiền, ngang 6m1 và dài 18m các anh chị nha, nằm gần khu shop house, có giá là 3,5 tỷ các anh chị đó. Đường trước nhà là 8m các anh chị, lòng đường là 8m, lề đường mỗi bên là 3m các anh chị nhé. Đó là lô đất của mình, một hướng là hướng Tây và một hướng là hướng Bắc các anh chị. Lô đất hai mặt tiền đó, nằm trong khu dự án 5 sao, có diện tích là ngang 6m1 và dài 18m, giá là 3,5 tỷ, đã có sổ các anh chị nha. Cần phải mua đất khi có sổ rồi đó. Cái điều lưu ý thứ nhất là cần phải mua đất khi đã có sổ các anh chị nha. Có sổ rồi mình mới mua, chứ đừng mua những dự án mà mình phải chờ sổ các anh chị. Rất nhiều công ty, rất nhiều sale chào chúng ta là hãy mua đi vài tháng có sổ các anh chị, cam kết với các anh chị là vài tháng có sổ, nhưng những lời cam kết đó chỉ là trên miệng thôi các anh chị. Nếu như không có sổ thì sao, đúng không? Mình mua đất phải có sổ sẵn mình mới mua các anh chị. Không có sổ thì các anh chị hãy né ra, đừng có mua, tại vì không ai chứng minh là cái mảnh đất đó, căn nhà đó là của mình nha các anh chị. Cần phải có sổ thì các anh chị hãy mua, đó là điều đầu tiên, có thể bảo toàn vốn cho các anh chị là mình phải có sổ các anh chị nha. Đó. Đây nằm trong dự án 5 sao của mình, đường xá rất tuyệt vời. Đó. Nguyên tắc thứ nhất là có sổ thì mua, không sổ thì đừng mua các anh chị nha. Và sổ đó các anh chị mua là gì? Nếu các anh chị mua ở thì sổ đó phải là đất ở nông thôn hay là đất ở đô thị các anh chị nha. Mình mua đất ở nông thôn hoặc đô thị, còn các anh chị mua đất trồng cây hay đất nông nghiệp hoặc là đất gì đó các anh chị, không phải là đất ở, thì các anh chị rất rủi ro về thủ tục làm xin chuyển nhượng đất các anh chị, chuyển nhượng mục đích sử dụng đó. Giả sử như mình không xin được chuyển nhượng thì sao? Mình sẽ không được xây nhà trên cái đất đó các anh chị. Mình có xây chỉ là xây trái phép thôi, xây dựng không giấy phép các anh chị. Đó. Đây là khu vực dự án 5 sao các anh chị. Hạ tầng rất tuyệt vời, đó, đường xá, đường trải nhựa hết. Đó là nguyên tắc đầu tiên, mình phải mua đất hay nhà đã có sổ các anh chị nha. Và nếu các anh chị mua ở thì hãy lưu ý là phải đất ở các chị, đất ở nông thôn hoặc đất ở đô thị đều được. Điều thứ hai mình muốn nói đến là về cơ sở hạ tầng các chị. Hãy mua ở nơi nào đó mà người ta đã phát triển cơ sở hạ tầng. Đó. Ví dụ như khu đô thị 5 sao này, các anh chị thấy là cơ sở hạ tầng đã rất hoàn thiện. Đây là đường Đinh Đức Thiện các chị. Đường Đinh Đức Thiện, cái cổng của dự án này mặt tiền là Đinh Đức Thiện, và dân cư xung quanh rất đông các chị. Đó. Cái điều lưu ý thứ hai là mình phải mua ở những nơi mà cơ sở hạ tầng đã phát triển các chị nhé. Ví dụ như nơi này, Nếu các anh chị mua những một nơi lụp xụp, một nơi đường chưa có đường, một nơi đó các anh chị về các anh chị sẽ chờ rất lâu và không biết khi nào người ta mới phát triển dự án lên các anh chị. Không biết khi nào. Có những dự án mình phải chờ rất lâu thì mình mới phát triển lên được. Đó. Dự án này mình đã phát triển sẵn cơ sở hạ tầng và dân cư đang ở mật độ trung bình các anh chị. Và khi mà người ta ở nhiều lên thì cái giá đất nó sẽ tăng lên, cái nhu cầu ở nó sẽ tăng lên, thì lúc đó giá đất nó sẽ tăng lên. Đó là dành cho những anh chị đầu tư các anh chị. Cái dự án đó phải có dân ở chứ không phải mình mua ở một nơi mà không có ai ở thì không biết mình chờ bao lâu thì người dân mới vô ở. Tại vì khi mình đi mua đầu tư là mình phải bán cho cái người ở là người sau cùng, cái người mua cuối cùng là người ở. Và nếu như mình cái mảnh đất đó hoặc là ngôi nhà đó mình mua mà bản thân mình không mong muốn ở đó thì mình cũng rất khó bán cho người khác. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là gì? Mình hãy nói về tính thanh khoản của sản phẩm. Liệu khi mình mua sản phẩm mình có bán ra dễ dàng hay không? Hay là mình chôn vốn ở đó rất lâu các anh chị. Rất nhiều các dự án các anh chị đi các anh chị sẽ thấy là rất xa thành phố, cách mấy trăm cây và một nơi hoang vắng, không có ai ở, nhưng những công ty bất động sản người ta làm marketing lên, người ta thổi vào đó rằng chúng tôi sẽ phát triển khu đô thị, rằng chúng tôi sẽ làm cái này làm cái kia, rằng chúng tôi sẽ tạo lên những cái siêu thị, những cái công viên vân vân vân. Nhưng ở đó các anh chị không thấy một bóng người các anh chị. Các anh chị lưu ý điều đó khi mà mình đi mua các anh chị. Mình không thấy một bóng người ở xung quanh thì làm sao mà bao lâu sẽ có người về ở. Đó, thì các anh chị mua ở những nơi đó thì ra hàng rất lâu các anh chị. Phải đợi người ta về ở rồi mình lúc đó mình mới bán ra. Tại vì đất mênh mông, nhà đầu tư thì mua để đó nhưng không có người ở thì khi nào các anh chị mới ra hàng được. Đó, đó là cái thứ ba là về tính thanh khoản của sản phẩm các anh chị nha. Tính thanh khoản của sản phẩm, khả năng bán ra đó các anh chị. Anh chị mua rồi khi nào bán ra được. Thì có những dự án rất lâu mình mới bán ra được, có những dự án cả chục năm các anh chị. Cái thứ hai nữa các anh chị lưu ý là đôi khi mình ham rẻ, mình đi ở những nơi rất xa, những công ty bất động sản người ta đưa đón mình đi rơi rất xa, thậm chí đi ra tận ngoài Quy Nhơn các anh chị. Có những dự án ở ngoài Quy Nhơn đã phát triển và không có một ai về ở luôn các anh chị, nhưng giá từ 1,5 tỷ 2-3 tỷ các anh chị. Và các anh chị đầu tư ở đó cũng được gọi là đón đầu, nhưng khả năng ra hàng rất lâu các anh chị, vì đất ở đó còn mênh mông, bao la bát ngát, không biết các anh chị khi nào mới bán ra được các anh chị nha. Và không biết khi nào dân nó mới về ở các anh chị, thì khi đó mình cái vốn của mình chôn ở đó hơi lâu đó. Và thứ hai, những anh chị đi lên Bình Phước mua đó, những công ty người ta thổi phồng lên rằng tôi sẽ làm kỳ quan của thế giới, tôi sẽ làm công viên, tôi sẽ làm những khu vực mua sắm, thì hỏi các anh chị xung quanh đó đâu có dân đâu mà mua sắm cái gì anh chị. Ai sẽ là vô, ai sẽ là người vô mua sắm cái gì? Hay là những người ở thành phố lên đó mua sắm. Đó, mình đi đầu tư xa mình phải lưu ý những điều đó. Đất có khả năng rẻ, đất có khả năng được người ta thổi phồng lên rằng tôi sẽ làm cái này, làm cái kia. Nhưng đó là những cái chiêu trò marketing của những công ty bất động sản các anh chị. Các anh chị lưu ý là đừng có đầu tư quá xa. Đó. Không thấy dân cư thì đừng có đầu tư vào. Đó. Đầu tư vào cũng được các anh chị, nếu có vốn thì đầu tư, đợi đó 10 năm, 15 năm nữa đó nó sẽ phát triển lên. Còn nếu các anh chị mà đầu tư 2-3 năm thì những nơi đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan các anh chị nha. Đó. Đó là những lưu ý của mình. 3 lưu ý đầu tiên. Đầu tiên là mình phải có sổ. Có sổ trước rồi mà hãy mua các anh chị nha. Đừng có chơi với họ hứa có sổ nhưng không biết bao giờ mới có các anh chị. Khi mà người ta bán cho các anh chị xong thì không biết khi nào có sổ. Điều thứ hai là cơ sở hạ tầng các anh chị. Hãy mua ở những nơi mà cơ sở hạ tầng người ta đã phát triển rồi. Đó. người ta phát triển đường xá, điện, nước, vân vân. Nhiều khi mình mua ở những nơi cơ sở hạ tầng chưa thấy gì luôn, và mình không biết là khi nào người ta mới phát triển cái cơ sở hạ tầng đó các anh chị. Cho nên là điều lưu ý thứ hai là về cơ sở hạ tầng. Mình xem mình có cần, giả sử như mình sống ở đây thì nó có đáp ứng nhu cầu sống của mình hay không đó. Và cái thứ ba là mình phải có dân ở xung quanh các anh chị. Phải có dân ở rồi thì mình hãy mua. Tại vì nếu không có dân ở thì rất lâu mới có người về ở, và lúc đó thì mình phải chôn vốn rất lâu. Tại vì cái sản phẩm của mình mua vào, mình bán ra thì cũng bán cho người ở thôi đó. Người ta có muốn ở thì người ta mới mua, còn không những cái nơi đồng không hữu quạnh thì người ta sẽ không bao giờ mua các anh chị. Và cái thứ hai, nếu các anh chị đi quá xa thì khi mà các anh chị muốn bán hàng ra, các anh chị dẫn khách tới mua thì các anh chị phải đi rất xa các anh chị. Đâu phải một khách người ta coi là người ta mua liền đâu các anh chị. Các anh chị nhiều khi cả trăm khách, hơn trăm khách người ta mới mua sản phẩm của các anh chị. Thì lúc đó các anh chị dẫn khách như thế nào? Các anh chị phải bỏ thời gian công sức đi một đoạn đường khá xa để dẫn khách tới cái lô đất của mình bán ra. Nhưng người ta coi rất nhiều nhưng mà người ta không có mua các anh chị. Lúc đó mình rất tốn nhiều thời gian công sức của mình bỏ ra các anh chị nha. Đó, mình lưu ý thứ ba là về tính thanh khoản và cái độ rủi ro khi mà mình mua sản phẩm ở xa các anh chị. Đôi khi mình cũng không trông coi được cái lô đất của mình cũng không trông coi được cái ngôi nhà của mình đã mua các anh chị nha, do mình đi quá xa. Đó là những cái lưu ý mà khi mà mình đầu tư các anh chị nha. Thì đây là khu vực Đinh Đức Thiền các anh chị, cách thành phố cũng không xa. Đó, đường này cách thành phố khoảng, cách Bình Tân khoảng 7 cây số và cách Bến Thành khoảng 15 cây. Thì khu vực này đáng đầu tư các anh chị, giá còn đang rất thấp các anh chị. Đây là đường Đinh Đức Thiền. Đó, đường này còn mở rộng luôn các anh chị. Đường này sẽ mở rộng 50 m, và hiện tại đường này cũng đang nhỏ, và khi mà con đường này mở rộng thì cái bất động sản xung quanh nó sẽ tăng rất nhiều. Và ngay bên đường Đinh Đức Thiện, ngay cái dự án 5 sao này, mình có một con đường cao tốc chuẩn bị thông các anh chị. Cao tốc Bến Nước Long Thành. Cao tốc này sẽ kết nối trực tiếp với Long Thành ra sân bay các anh chị. Đó, anh chị để ý sẽ có một cái đường cao tốc bắc ngang qua đường Đinh Đức Thiện này nha. Đây là khu vực xung quanh đường Đinh Đức Thiện. Và dự án này cách chợ Bình Chánh khoảng 1,5 cây. Nếu đi lên quận nhất khoảng 15 cây và đi Bình Tân khoảng 7 cây các anh chị. Đây là con đường cao tốc bắc ngang qua đường Đinh Đức Thiện chuẩn bị thông xe. Đó, khu vực cái đường này đã làm xong cái đường cao tốc này rồi, và đã có xe chạy chở vật liệu xây dựng ở trên đó. Và tiếp theo bên tay phải của mình là dự án khu đô thị mới 5 sao. Đây là khu đô thị 5 sao 1 anh chị. 5 Star New City. Và có một khu đô thị 5 sao cách đây khoảng tầm 700 m. Đó là khu đô thị 5 Star Eco City, còn cái này là New City. Đó là khu đô thị mới, khu số 1 anh chị. Và đây là khu vực xung quanh dự án các chị nha. Dân cư ở đây cũng rất là đông, và xung quanh dự án này đang xây dựng rất nhiều nhà ở. Cho nên nếu các anh chị đầu tư thì đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời các anh chị. Hoặc các anh chị mua để ở thì đây là một lựa chọn rất tuyệt vời, cách thành phố không quá xa. Cách Bình Tân chỉ khoảng 7 cây số và đi xe khoảng 10 phút nha. Và khu vực này cây xanh rất tuyệt vời, các anh chị có để ý không? Đường xá rất tuyệt vời, rất sạch sẽ và rộng, được quy hoạch bài bản. Và xung quanh dự án là dân cư ở kín luôn. Đó, các anh chị thấy để ý bên tay trái người ta đang xây dựng rất nhiều căn nhà, và những nhà này đã có chủ đặt sẵn rồi, xây xong là đã ở. Và bên phải mình đang thấy là những ngôi nhà đang được, bên tay trái của mình là những ngôi nhà đã được ép cọc chuẩn bị xây dựng. Đó. Và đây là đường dẫn ra công viên các chị. Xung quanh nhà đã có rất nhiều người ở rồi nha, các anh chị lưu ý. Đây là bên tay trái mình là công viên cây xanh đó, cây cối được trồng cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, cho nên là cây cối rất là bự, và điện ở đây là điện âm, các anh chị không thấy những cái đường dây điện lằng nhằng các chị. Đó, khu vực này quy hoạch rất bài bản, là một khu đô thị kiểu mẫu, kiểu như là Phú Mỹ Hưng luôn. Nhà người ta đã xây cũng khá nhiều rồi, và nếu mà đầu tư vào đây thì cũng rất tốt, an tâm là mình đã có sổ. Đó, có sổ thì mua, không sổ thì thôi. Đó, đây là một cái dãy nhà bên mình đang bán ở khu vực đường này. Đó, rất nhiều căn nhà. Và bên tay trái mình là một căn nhà 5x20 hướng Nam mình đang xây dựng, và trong tuần này là xong rồi, hoàn thiện luôn. Đây, căn nhà 5x20 hướng Nam, một trệt một lầu 4 phòng ngủ, có giá là đầy đủ luôn, 2,850 các chị nha, và ngân hàng hỗ trợ 1,750. Và bên tay phải mình cũng là một căn nhà 520 đã bán rồi nha, và đang hoàn thiện cho khách hàng luôn, và mình cũng đang xây 3 căn khác ở đây luôn. Đó, đây là trong khu dự án 5 sao các chị, tất cả những nhà ở đây đều có sổ rồi. Đó, đây là 5 sao 1, và bên 5 sao 2 thì có một số nơi có sổ, một số nơi chưa có sổ. Đường xá rất tuyệt vời, đây là con đường số 8, lòng đường là 8m, lề đường mỗi bên 3m. Đó, tuyệt vời. Đó, bây giờ mình nhắc lại, khi mà đi đầu tư hay mua nhà mua đất, điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải có sổ hay mới mua, còn không sổ thì các anh chị đừng có mua, đừng có tin vào họ hứa các anh chị nha. Họ hứa sẽ hứa các anh chị rất nhiều điều, nhưng mà thực hiện sẽ không được bao nhiêu. Đó. Điều thứ hai là mình cần phải mua ở những nơi mà hạ tầng nó phát triển đồng bộ như vậy. Đó. Đường xá, điện nước, đó, cây xanh, công viên, shop house, nó phải đồng bộ để cho phục vụ cho nhu cầu những người ở các anh chị. Tại vì mình mua cuối cùng là mình cũng bán cho những người mua ở, hoặc là mình ở thì mình cũng phải có những cái nhu cầu thiết yếu cơ bản đó để mình sống các anh chị. Đó, đây có cà phê luôn rồi, cà phê rồi shop house rồi hotel, khách sạn. Đó, công ty này, công ty này chuẩn bị hoạt động và đang treo biển cho thuê. Đó, khu vực này là khu vực shop house bên tay phải của mình. Đó, đằng trước là cái cầu vượt cao tốc Bắc Nam qua khu dự án mình luôn. Đó, thì đầu tiên là mình phải có sổ mới mua, không sổ đừng có mua các chị, sổ sẵn. Và phải đất ở nông thôn hay đất ở đô thị thì lúc đó mình mới cất nhà được các chị nha. Cái lưu ý thứ hai là cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Đó, cái lưu ý thứ ba là mua những nơi mà hạ tầng giao thông đang phát triển các anh chị, giống như là đang xây đường cao tốc hoặc là đang mở rộng đường. Đó, thì những nơi đó khi mà mình người ta làm đường xong, nhà nước làm đường xong thì cái giá cả bất động sản chung ở khu vực đó nó sẽ tăng rất nhiều. Đó, và cái lưu ý tiếp theo đó là mình phải mua ở những nơi mà có người ở rồi các anh chị, chứ mua ở những nơi mà không có ai ở thì lúc đó bỏ hoang rất kinh khủng các anh chị. Có những dự án bỏ hoang 10 năm chưa có người ở. Đó, nếu như mình đầu tư vào những cái dự án mà bỏ hoang như vậy thì không biết bao giờ mình mới thu hồi vốn các anh chị. Tại vì sao? Người ta tâm lý người ta là nếu mà vào một dự án mà không có ai ở, người ta rất sợ mua vô, thì người ta rất sợ về an ninh trật tự các anh chị. Không có ai ở thì rất nhiều vấn đề phức tạp. Đó, cho nên lưu ý là phải mua ở những nơi mà đã có người ở các anh chị nha. Đó, thì mua ở đó vừa ở tốt vừa đầu tư sinh lời rất tốt các anh chị. Đó, đó, những cái lưu ý của mình. Và các anh chị đừng nghe những lời hứa hẹn của công ty các anh chị. Khi mà mình mua mà chưa có sổ, người ta hứa hẹn mấy tháng có sổ, 6 tháng cam kết hợp đồng luôn có sổ, nhưng lúc đó sau đó lại không có sổ các chị. Tới ngày đến hẹn không có sổ thì lúc đó công ty người ta lại tìm cớ các anh chị. Cho nên là các anh chị đầu tư, các anh chị mua nhà hay mua đất thì cần phải có sổ các anh chị hãy mua nha. Đó, có những công ty người ta vẽ lên những dự án rất tuyệt vời, nhưng cái điều được quan trọng nhất là pháp lý thì các anh chị cần phải lưu ý, đừng để những người đó làm cho mình gọi là vì lòng ham muốn cái gì. Người ta vẽ lên là đầu tư đi sinh lời 20-30% một năm, nhưng về pháp lý thì mình lại bỏ qua cái gì. Cái pháp lý là cái quan trọng nhất, phải có sổ thì mình mới mua. Đừng có vì cái lòng tham bị đẩy lên mà mình mua những cái nơi chưa có sổ các anh chị nha. Đó là những cái sales người ta vẽ lên cho mình một cái tương lai rất tuyệt vời, nhưng mà đó là cái bẫy các anh chị. Người ta bán xong rồi sổ sách chưa có thì các anh chị sẽ rất rủi ro và không biết tìm ai, phải mất rất nhiều thời gian để mà kiện tụng thì cũng mất nhiều thời gian, thay vì những thời gian đó mình đi tìm những dự án mà đã có sổ và lúc đó mình yên tâm, mình đầu tư hạnh phúc các anh chị, đầu tư mình cảm thấy an tâm. Đó, lưu ý, đó là lưu ý quan trọng nhất, mua phải có sổ. Lưu ý thứ hai là cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện. Lưu ý thứ ba là hãy mua ở những nơi mà cơ sở hạ tầng giao thông đang phát triển, người ta đang mở đường, đang làm đường cao tốc các chị, hay là gì đó, có nghĩa là hạ tầng giao thông đang phát triển các chị. Lưu ý thứ ba là mình phải mua ở những nơi khu vực mà đã có người ở, tại vì không ai dạy gì vô một cái dự án không có ai ở mà mua vào đó, cuối cùng mình cũng bán cho người ra ở. Đó là tính thanh khoản của sản phẩm cái gì, mình mua ra mình có bán được hay không. Đây là một căn nhà một trệt 2 lầu mình cũng đang xây dựng cái gì, các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình. Đó, đó là những chia sẻ thật tâm của mình, mong các anh chị hãy đón nhận và hãy lưu ý những cái điều mà mình chia sẻ thật tâm. Thì mình đã chia sẻ những cái điều tốt nhất mà mình biết về đầu tư cũng như là mua nhà mua đất các anh chị nha. Đó thì mong các anh chị hãy lưu ý những điều đó, và nếu các anh chị còn những thắc mắc nào thì hãy bình luận bên dưới cũng như chia sẻ cái video của mình để cho nhiều người biết đến, cũng như họ sẽ rút ra được những kinh nghiệm khi mà đi mua nhà đất cho họ nha. Và các anh chị nhớ đăng ký kênh giúp mình để mình nhận được những video mới nhất về kênh của mình nha. Hàng ngày mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức mà mình biết được và những cái căn nhà hay những lô đất mới nhất trên lên kênh của mình cho các anh chị xem nha. Các anh chị nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn vào cái nút thông báo thì để mình sẽ nhận được những thông báo khi cái kênh này up lên những cái video mới nhất các anh chị nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video sắp tới.